Hôm nay trăng sáng à? Tối hôm nay có hai anh em mình đang ở trong rừng. Sao mình quay đây sao trăng nó tròn quá ha? Trăng này tròn quá, hôm nay trăng sáng quá. Trăng 16 cộng. Trăng 16 cộng, trăng tròn đẹp ghê. Rồi, anh em chúng tôi trầu trực từ lúc hồi sớm đến bây giờ trời đã đêm rồi bạn. Hiện tại bây giờ đang là, để xem mấy giờ rồi. Anh mới giờ mấy giờ rồi? Okay. 21 giờ. Nào. Hiện tại bây giờ đang là 21 giờ. 21 giờ 1 phút, chú chào ơi. 1 phút, rồi đang đêm á, bây giờ đang xuống đêm, bây giờ đang ngủ luôn á. Hiện tại anh em tôi đang ở trong rừng, thấy không? Đang đi chạm. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài cái nhà mà tôi đang xây dựng á. Chúng ta sẽ ở lại trong cái nhà này trong một đêm. Và một mớ bánh mà tôi mới xin cô bé bán bánh. Một mớ bánh. Tôi kêu là hôm nay anh muốn làm clip sinh tồn này, cho anh xin mớ bánh, cô ấy cho tôi một mớ bánh xúc xích. Cú đói, anh em chúng ta đi ra cái chỗ nhà thôi. Có con gì không đó? Đêm là lúc mà nương nó lên. Giật mình. Chắc nó chui vào nhà mình nó ngủ. Mối đã đang xây lại thì phải nè. Đúng rồi. Nó đang xây lại. Cái đèn của mình. Thôi đi vô để em vô em châm đèn. Đúng rồi, vô đi. Mang một bánh vô. Để kiểm tra sẵn cho mấy cái gì mệt nè. Rõ nó đang lên nè. Có còn quẹt chưa? Có còn quẹt rồi. Happy birthday chú vô. Ôi sáng rồi. Tắt đi, tắt không cần rồi em ơi. Không cần. Ánh đèn bật mờ. Tối khi nào mình nằm đây tối rồi mai muốn nó làm nó đóng băng mình trong đây luôn không? Chắc có. Mà làm gì đóng nổi. Đêm nó có bọn người mình nó cắn là mình tụ tỉnh giấc rồi. Wow, đúng đẹp luôn. Đúng đẹp. Đúng kệ đây. Em cho nó nhiều, cho nó nhiều. Không gian huy não. Nhà mình sáng thấy không? Thấy rõ được nhà mình. Có nhà mình thì đẹp. Nhưng mà thấy sợ sợ quá. Mình hai anh em mình ở trong cái rừng. Cho thêm một chút hạt cây nữa không? Cho. Ở ngoài đây không? Ở ngoài đây, tôi sáng nhà, sáng cửa. Ừ. Đây giống như đèn dầu của mình đó. Sai trời ngày xưa cái thời ta bao cấp á. Thời bao cấp lại biết không? Biết, không biết. Đó này mình đang chưa đang nằm trong bụng mẹ nó gì mà biết được. Chỉ có nghe kể lại thôi chứ sao biết. Ồ, ra coi, đi ra này mình quay cảnh căn nhà mình có được. Quá đẹp. Long lanh huyền ảo. Như một hang động. Đẹp thấp mấy cây nữa. Một hang động rất là đẹp. Tối nay mình có thể nào zoom lên ở đây được. Thôi cứ vừa thôi, dành đêm nữa. Cũng giờ mấy rồi, lát mình đốt tiếp. Mình đêm nay chắc mua nhiều lắm. Mày mua mấy ký vậy? Không sao, tao có được luôn. Anh luôn anh mày, chi là mày. Mình không sao. Đây là cuộc thử thách của hai anh em. Qua hai anh em đi rừng làm vậy. Đẹp huyền ảo quá ha. Lần đầu tiên em thấy một cái khung cảnh huyền ảo. Ở trong góc phía này nó còn một cây nữa anh lại. Hôm nay cho thêm một cây nữa nè. Nó có phía đó. Mua thêm cây nữa đi. Rồi huyền ảo quá. Quá tuyệt vời anh ơi. Hút thuốc đúng bài ha. Chụp anh tấm hình ha. Chụp anh tấm hình đăng Facebook ha. Ngồi trong hay ngồi ngoài đây? Giờ ngồi trong hay ngồi ngoài đây? Ngồi đây nè. Ngồi ngồi lấy bánh này. Bây giờ mấy giờ rồi ta? Quá huyền ảo. Bánh bây giờ để xem đồng hồ mấy giờ, như bây giờ cũng tầm 11, 12 giờ đó bạn ơi. Lấy hoa chuẩn bị nãy giờ. Mấy giờ rồi? Đây. 22 giờ 46 rồi, khuya rồi. Khuya quá khuya rồi, chắc ăn uống cái gì xíu rồi đi ngủ anh à. Lục bánh ăn uống cái gì. Anh này ngồi đây chờ thảm ăn luôn hả? Các bạn ngồi trên ngồi dưới cũng được. Rồi, ngồi đây ăn cũng được. Có cái bánh gì đây ăn.
của bài sáng nay đời ai bảo anh ngu chứ thiệt tình tôi tăng cái này món này hơn. Ừ, xúc xích hả? Món này gì không? Xúc xích giò heo tiệt trùng. Xúc xích giò heo ngon à? Quá ngon miếng à? Quá ngon quá nguy hiểm, lạnh hoảng ra kỳ lạ đó, cứ từ từ chậm chậm. Tôi đau hả? Vô nhà mình, thấy nó chị mưa. Chi thì thế là nóng, được cái gì ta cũng có mùi thơm thơm. Đang lạnh ra hả? Lạnh ra, nè. Chung mưa mưa. Ăn đây. Ngon à? Quá đã, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Em cũng nằm nêm nếm một miếng luôn. Chưa tắm, ngày nay chưa tắm luôn. Em đi tắm. Mình tắm á, sạch. Sạch. Mũi với mối nó mới hơi vô người. Còn mình không tắm nó có mùi á. Mình kia nó có mùi á. Mình hôi phải không? Không á. Đi đi, làm vô. Nó thích những người nào sạch sẽ, đẹp trai này nọ, nó mới vô nó chích, nó hút máu. Hút máu để nó lấy bé đẹp trai của nó á. Không, mũi cũng có đẹp trai, nó xấu trai mà. Không được. Chứ nó hút máu cái thằng hôi vô thì sao tán gái được. Ừ, đúng rồi. Vậy mình không nhận ban đêm trực nên nó bị ảo đẹp không? Thằng này bóc bóc rang nè. Trà bông, anh ở ngoài chừa em cái nhân trà bông mà được rồi. Sao mà chừa được? Thế nhân em ăn chính giữa cái nhân trà bông mà được rồi. Đồ thông minh mì quá cao. Nè. Nè, trà bông nè. Trà bông nó ngon. Ừ. Xúc xích tụt mấy cây, một 5 cây hả? Ừ. Nè, để dành mai mình anh em mình ăn sáng cũng được. Ừ. Sả nách nè, ăn sả nách không? Ăn luôn. Sả nách hầm tôm hồi nhỏ hay ăn, hay ai ăn lắm nè. Ừ. Ngon không? Có ánh đèn cái là mấy ông muối nó bỏ tới luôn nè. Ồ, ngon quá. Mày có đúng rồi. Có bây giờ mày ăn cái món gì chưa? Hơ quái ăn đúng không? Hơ qua. Đâu lại hơ đi. Từ từ để ăn hơ. Chết mẹ. Chết là rụng hết cánh rồi. Rồi, hơ sao? Ừ. Nó dùng dính lên cây bây giờ. Liếc qua liếc lại đúng không? Ừ. Liếc qua nó cháy á. Quá cái mùi thơm. Tao thơm quá. Trong rừng trong gãy mình nè. Ừ. Ngon ha. Quá ngon. Cái vị nó sao vậy? Béo. Sao nãy giờ không còn con nào tới nữa ta? Ồ, nó đã. Em nghe mùi thơm á. Hết rồi. Một. Vậy nước này chờ xem có nào tới mình anh em mình la liếm đớp tiếp. Ừ. Đang mở đèn giữ mối. Đèn mối ngon thật. Tính thổi 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 nén hả? Ừ, thổi nén anh em mình ngủ rồi chứ. Để cho nó sáng đi, nó ngủ rồi chứ. Nó sáng hả? Ôi, nó ngủ. Ôi. Lại Vinh nằm luôn ngủ luôn hả? Tôi ngủ luôn. Ngủ luôn đi mai là tính. Ừ. Thôi chúc các bạn nghe, chúc các bạn vui vẻ nha. Anh em tôi ngủ rồi. Các bạn ngủ ngon nha. Mới là một cái gọi là một thử thách, cái gọi là rất là gọi là táo bạo. Ngôi nhà đẹp quá. Ừ, đèn sáng sùm hết, có ai làm nhà như anh em mình đâu. Ủa? Nhà trang trí gọi là đẹp này nọ mà như kỳ công, như đốt nến không có mũi đây phải không? Nến như có mũi bây giờ thấy không, nó có mũi nào đây. Anh em hút thuốc kéo hai cái tàu thuốc lá cái gì mà có mũi. Thôi anh em ngủ đi. Ủa không, có bạn nào ngủ ké thì đăng ký ngủ ké luôn, vẫn còn một chỗ. Vẫn còn một cổ chính giữa nè. Anh là cho khúc em. Vẫn còn một cổ chính giữa nè. Ai chưa vô đây nằm luôn nè. Thôi rồi, rồi. Thôi các bạn ngủ đi nha. Sáng mai anh em tôi sẽ chào thăm các bạn. Tôi ôm à. Mấy giờ sáng rồi? Mấy giờ rồi? Ô. Sáng rồi. Trời, 4-5 giờ sáng rồi hả? Bật lên coi. Để lên. Trong một nó lấy xem mấy giờ sáng rồi, Thôi vậy thôi. Ôi. Ôi, ngủ cũng ngon kìa tao ơi. 5 giờ rưỡi sáng rồi. Ôi, ngủ cũng ngon chứ ta. Ôi trời. Ôi da. Hèn chi thế. Tiếng giờ chiếm sóc cái kêu quá chừng luôn rồi đòi nè. Mình dậy đi đánh tăng thôi, cái này bây giờ mình tối qua nói ăn được, bây giờ ăn nổi gì uống gì nổi nữa. Ừ. Cầm này mang về đây cho rồi. Cầm. Đi ra suối rửa mặt cái rồi về. Ừ. Buổi sáng bình minh trên
trên suối. Làm tôi là đang đi ra suối để rửa tay rồi quay lại cái căn nhà. Rửa tay rửa chân đi. Wow. Ơi mũi nó cắn. Cắn sưng hết cả người rồi. Buổi sáng trong lành, không khí trong lành, chim kêu ríu rít. Một nguồn nước suối tinh khiết. Một cái thử thách gọi là rất là khó khăn, mà theo như mà tôi thấy đa số tất cả các bạn đều nói anh thử ở trong rừng, bây giờ ở trong rừng mới biết khó khăn trăm ngàn khó khăn. quá cực quá, gọi là lạnh lẽo cực khổ ha. Trồng chất khó khăn. Nhưng mà dù sao đó mà là một thử thách để cho mình càng trưởng thành hơn trong cuộc sống, đúng không? Ở giờ nè, ăn uống thiếu thốn nè, ngủ thiếu thốn nè, mũi chích nè, sợ rắn rít nè, ma nè, lạnh lẽo nè, cô đơn nè. Thôi đây được rồi, vậy được rồi, một thử thách chúng tôi đã biết được cảm nhận của ở trong rừng như thế nào rồi. Buổi sáng sớm mà ngày hôm qua anh em mình cũng dứt vài sợi dơ mới ngủ được, đúng không? Với lại không sao mà ngủ được. Với lại chắc bị về nhà tắm, ở dơ khó chịu quá, nguyên cả ngày hôm qua ngày này không tắm luôn. Đúng thiệt, thành mọi luôn rồi. Thôi cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi nha. Tôi đi đường làm lễ và đừng quên đăng ký cái nút bật chuông cập nhật video mới nha. Chào lại trong các video lần sau. Thử thách trong rừng mệt quá, chắc không mệt luôn. Không dám làm lần thứ hai đâu. Không dám đâu. Trời, mỗi nó cắn xương hết tay rồi, mỗi nó đục chân nữa. Làm sao mà dám lần thứ hai được.